Anh bắt em đi nè. Anh bắt đi nha. Hãy chạy. Chơi mèo bắt chuột với em nha. Đúng rồi đó. An sẽ là một cô mèo xinh đẹp. Còn Candy ấy sẽ là một con chuột xấu xí. Anh dám nói em là xấu xí đúng không? Giơ tay ra. Làm gì? Em cắn. Đau quá à. Sao bữa nay chị An buồn quá vậy? Không có chuyện gì đâu. Ai chọc chị An? Ai mà chọc chị An á là kẻ thù của em. Ai mà là kẻ thù của Candy, anh sẽ cho người đó như đòn luôn. Chị nói đi. Ai? Là chị Việt Thuy. Lại là cái chị già quê đó. Thôi để em đi xử ba. Em đi đâu vậy? Thì em đi xử bả đó. Nè, gan lắm nha. Người như cái hạt tiêu ấy, xong qua đấy người ta thổi cho phát ngất luôn. Nhưng mà em không để chị nhà quê đó anh hiếp chị An đủ. Biết là thế nhưng mà phải tìm cách suy nghĩ chứ. Ngồi xuống đi. Thôi chuyện của em, anh với Candy đừng xen vô. Anh với Candy đi về đi. Không được, bé An hiền như này làm sao mà bắt nạt được. Chắc chắn anh sẽ nghĩ ra cách cho. Từ từ, đợi đấy. À, anh nghĩ ra cách rồi. Nghe. Tới giờ ba phải đi rồi. An ở nhà. Chị Thi nói gì con phải nghe. Không được cãi gì Thi nghe chưa? Dạ. Dạ chú. Dọn dẹp nhà cửa cho chú nha. Dạ. Dạ con chào chú đi. Ừ. Quét nhà đi. Ai quét? Thì tất nhiên là em rồi. Làm nhanh đi nha. Không thôi là chí xíu chị cho no đòn á. Nhưng mà chị phải làm chung với em á nha. Chị không có được bắt em làm một mình đâu. Không em ép ba Tùng á. Sao em cái gì cũng mét hết vậy? Không hiểu sao luôn á. Đúng là đồ con nít mà. Thì tí xíu nữa làm xong rồi nhớ rửa chén nha. Còn một miếng nhớt nào là no đòn á. Chưa nên khỏi ăn cơm á. Nhớ nghe chưa? Alo. Chim sẻ còi đại bàng. Cây Tùng đã đi ra khỏi nhà. Hồ sơ quan trọng của Cây Tùng đã được cất bởi bé Bình. Và Việt Thi đã vô trong phòng thực thi kế hoạch. Wow, anh kiếm cái hộp này ở đâu ra vậy? Thôi, anh mà Lị, anh chỉ cần nói một tiếng thôi, khối người cho mượn. Wow. Thôi, lát hồi cứ theo mà kế hoạch mà làm. Dạ, em mail lên cho chị. Thầy Lanh không à, biết kế hoạch là gì chưa? Dạ chưa. Nghe này. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Yeah. An ơi. Dạ. Em đang nói chuyện với ai vậy? Dạ. Có làm việc nhà chưa đó? Dạ. Ông chưa nên khỏi ăn cơm nha. Dạ. Chưa dọn xong mà nói chuyện với ai nãy giờ vậy hả? Dạ. Em đang nói chuyện với ai đâu? Em làm một mình mệt muốn xỉu luôn mà. Sao dám nói chuyện với ai được? Ủa Candy ơi, cứu em với. Chị gì vậy bé lộn? Bé lộn qua đây kiếm chị hả? Chị Thi ơi cứu em với, chị An ơi cứu em với. Sao vậy? Ông Gunner mới bắt được con gì nè. Bắt được con gì? Sao? Nó ghê á. Nó ghê là nó ghê làm sao? Chị thấy có gì đâu ghê. Nó ghê cái tiếng của nó. Cái tiếng không sao. Trời ơi có gì đâu ghê. Con dế mà có gì đâu sợ. Trời trời. Ghê con dế như vậy. Ủa, mà trên thành phố cũng có dế nữa hả? Trên thành phố này con gì cũng có hết á. Con gì cũng có hả? Ghê vậy? Đâu, chị mở thử nha. Đừng mở mà chị. Trời ơi, chưa mở nữa là đã sợ rồi. Chị mở nha. Cái đừng mở mà. Một. Hai.
thiệt luôn đúng không ba? À, chưa mở luôn á, đúng là con nít luôn á, chưa mở gì luôn á. Nè cho mở nè. Chị mở cho rồi. Đúng là chết nát mà. Một, hai. Ờ cái gì vậy? Cái gì vậy? Nè nè nè, cái gì vậy? Chuyện gì? Chị Thi ăn clip của con. Chị Thi á, còn lấy quần áo hộp này nhét tụi con nữa nè. Chưa hết đâu, chị Thi còn bắt con là làm việc nhà nữa. Giống như là rửa chén nè, dọn nhà nè, lau nhà nè. Chú, con bị oan mà chú. Quan cái gì? Chú kêu con ở nhà là coi mấy đứa nhỏ, rồi giao việc cho tụi nó chứ không phải là đày đọa tụi nó. Quan ức gì nữa, bây giờ nghe chú hỏi nè. Có phải là từ sáng đến giờ con bắt An làm những cái việc mà như An nói lúc nãy đúng không? Ừ. Dạ có. Nhưng mà chú đến.